bắt đầu cuộc họp, Thủ tướng kiểm tra sự sâu sát trong chống dịch của lãnh đạo phường bằng một số câu hỏi. Tuy nhiên, câu trả lời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cho thấy vị này đã không nắm được những vấn đề cơ bản trong phòng chống dịch hiện nay và còn cho biết phương châm chống dịch hiện nay là mỗi xã phường, thị trấn là một lô cốt. Câu trả lời khiến Thủ tướng và lãnh đạo thành phố Hà Nội vô cùng bất ngờ. Còn trước đó khi Thủ tướng đến kiểm tra, Sở Chỉ huy Tiền Phương của phường Thanh Xuân Trung không có người trực. Thủ tướng yêu cầu phường cho xem quyết định thành lập và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của phường. Nhưng phải chờ sau 20 phút, cán bộ mới trình ra được quyết định thành lập, còn quy chế làm việc thì không có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cũng cho biết, phường đang khuyết bí thư phường hơn một tháng nay chưa được kiện toàn. Thủ tướng yêu cầu quận Thanh Xuân phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lúc nước sôi lửa bỏng mà thiếu người đứng đầu là không được và chỉ đạo phải kiện toàn ngay lập tức. Thế mà tại sao không kiện toàn ngay cái việc lãnh đạo ở đây đi? Trong lúc này phải kiện toàn ngay, thành phố Hồ Chí Minh chỉ ngày trước ngày sau là kiện toàn được thôi. Chủ tịch ra chỉ có ngày trước ngày sau là phải kiện toàn ngay. Đây còn qua cái hội đồng còn bầu bán nữa. Thế tìm cái ông này thì có ông bí thư chưa? Dạ, em báo cáo với Thủ tướng này, hiện nay thì ở quận cũng đã có một vài nhân sự, bây giờ chỉ chốt là... Một vài nhân sự cái gì mà ông không quyết ngay thì cả tháng nay rồi mà... Làm luôn ạ, dạ vâng. Vì sao cả tháng nay cũng làm? Em báo cáo với Thủ tướng thì hiện nay thì khi mà quyết thì cái thời gian quyết nó cũng ngắn. Ngắn một tháng thì ngắn cái gì nữa? Sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung, lãnh đạo quận Thanh Xuân, lãnh đạo thành phố Hà Nội và ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra một số chỉ đạo định hướng về công tác chống dịch với gần 580 lãnh đạo xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận biểu dương thành tích vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là sự tham gia ủng hộ hưởng ứng, chia sẻ của người dân. Xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, đến với dân nhanh nhất, sát dân nhất, hiểu dân nhất. Vì vậy, chủ trương lấy xã phường là pháo đài là đúng đắn. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhận thấy người dân ra đường vẫn rất đông. Nếu đang thực hiện chỉ thị 16 thì thế này chưa đạt kết quả. Qua kiểm tra ở phường thì thấy nếu tình hình như hiện nay, Hà Nội có thể kiểm soát được. Nhưng nếu như tình hình phức tạp hơn, diễn biến xấu như các tỉnh thành phố phía Nam thì sẽ bị động, lúng túng, có thể cả bất ngờ. Thủ tướng phê bình quận Thanh Xuân trong việc chậm kiện toàn nhân sự. Thì ví dụ như phường này, một tháng rồi không có bí thư, mà các ông chí chưa kiện toàn là cũng không được. Trong cái tình hình chống dịch như chống giặc, mình là thiếu bí thư, thiếu cái người chỉ huy, thì là rõ ràng là cái khuyết điểm này thuộc về của quận Thanh Xuân, của các ông chí. Báo cáo với các ông chí thẩm quyền là của quận mà. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các ông chí có ban chỉ đạo nhưng mà lại không có cái quy chế làm việc thì là cũng không được. Quy chế làm việc rất quan trọng. Cái thứ ba là khi tôi vào đây thì cảm giác cái người trực ở đây là không có, chạy lên chạy xuống, tìm lên tìm xuống. Để như vậy là ba cái bộc lộ này là chưa ổn đấy. Tất nhiên là với cái hơn 500 xã phường thì tôi tin chắc là nó không đến mức độ như thế này. Nhưng mà rõ ràng qua cái phường Thanh Xuân này, phường nóng nhất ở đây, mà người chỉ huy đứng đầu là bí thư cấp ủy thì lại chưa có. Thì tôi đề nghị là các ông chí phải khắc phục ngay. Đây là và cũng phải tăng cường cái kiểm tra giám sát là vì như vậy. Thủ tướng nhấn mạnh, khi đã quyết định giãn cách xã hội thì các phường xã phải quyết liệt, chặt chẽ hơn. Không có chuyện chặt ngoài, lỏng trong. Cái này xã phường phải làm việc này và làm nghiêm. Chúng ta giãn cách xã hội là hy sinh nhiều việc thì phải thu được kết quả. Vì vậy cần tách nguồn lây để có phương án chăm sóc và điều trị. Xã phường phải tổ chức xét nghiệm theo đúng hướng dẫn. Phải làm thần tốc, thu hẹp chu kỳ, phải thu dung, chăm sóc, điều trị nhanh nhất có thể, đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất, sớm nhất đến cơ sở. Điều này có tác dụng là người bị nhiễm nhanh chóng được tiếp cận y tế để giảm tử vong, giảm quá tải tuyến trên. Khi ta phân loại thì không ủn tắc, quá tải tuyến trên, người dân cũng yên tâm vì được chữa trị sớm. Thủ tướng yêu cầu cần phải có phương án tăng cường trạm xá lưu động. Phường Thanh Xuân Trung có thể tìm trường học,
trung tâm văn hóa, trường đại học, khu lưu trú du lịch chưa sử dụng. Người dân được tiếp cận y tế sớm, người ta yên tâm. Cái này nó vừa là y học, vừa là khoa học, vừa là tâm lý học, vừa là xã hội học. Báo cáo với các ông chí thế. Thì cái người bệnh mà được chữa sớm, được chăm sóc sớm thì nó sẽ giảm đi thôi, nó sẽ nhẹ đi thôi. Xã phường cũng phải tham gia cái công tác thu dung, phân loại, chăm sóc và điều trị. Rồi có thể là nay mai chưa chắc cái này. Đặc biệt, theo tinh thần chỉ đạo tại công điện số 1102 ngày 23 tháng 8, xã phường phải đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức tiêm vaccine kịp thời, khoa học, hiệu quả, an toàn ngay tại phường, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân, an dân. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tôn giáo phải làm tốt công tác này. Đề nghị các xã phường tăng cường công tác truyền thông để người dân an toàn, tin tưởng, tham gia phòng chống dịch tốt hơn. Thủ tướng yêu cầu xã phường phải chủ động, đảm bảo một số nguồn lực, bốn tại chỗ khi thực hiện giãn cách xã hội, không được để người dân thiếu ăn, bệnh nhân thiếu oxy. Yêu cầu thành phố phải có phương án chuẩn bị ở mức cao hơn khi tình huống cao hơn xảy ra, không để lúng túng, bị động, bảo đảm lưu thông hàng hóa, chỉ kiểm soát đầu đi, đầu đến. Về sản xuất thì phải an toàn, và an toàn để sản xuất, có phương án hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện sản xuất ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, ba cùng, sản xuất xanh. Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường kiểm tra giám sát trong phòng chống dịch. Thành phố, huyện, thị phải kiểm tra xã phường, phát hiện gì chưa được thì kịp thời điều chỉnh, giúp đỡ xã phường về nguồn lực vật chất và con người, không để dịch bùng phát vùng xanh và vùng nông thôn, đồng thời khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh, ai vi phạm phải bị xử lý theo pháp luật. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, dịch diễn biến rất phức tạp nên phải tăng cường chiến lược vaccine, thuốc điều trị và phải chuẩn bị thích nghi với dịch trong mọi hoàn cảnh. Với một lịch trình không báo trước, Thủ tướng đã đến phường Thanh Xuân Trung, nơi đang có 311 ca dương tính, trực tiếp trao đổi, nắm tình hình với hàng loạt người dân, trong đó có cả một shipper đang vận chuyển. Với người giao hàng này, Thủ tướng đề nghị được xem giấy đi đường, giấy chứng nhận tiêm vaccine. Tới kiểm tra 4 cửa hàng bán hàng thiết yếu trên đường Nguyễn Tuân và một cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Trãi, Thủ tướng trao đổi cặn kẽ với những người này về công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch, như thực hiện giãn cách 2 mét giữa người bán với người mua, đeo khẩu trang, xịt sát khuẩn, tiêm chủng vaccine, yêu cầu khách hàng tới quét QR code để khai báo y tế. Thủ tướng cũng hỏi chi tiết về cách thức giao hàng, bán hàng, thậm chí là cách thức thu tiền của khách thế nào để bảo đảm an toàn, và nhấn mạnh các chủ cửa hàng phải tuyệt đối bảo đảm an toàn chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước. Tại chốt kiểm soát của phường Thanh Xuân Trung ở ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Thủ tướng động viên thành viên tổ COVID-19 cộng đồng đang làm nhiệm vụ tại đây và tìm hiểu về thực tiễn kiểm soát người dân đi lại trên đường. Đề nghị các thành viên phản ánh thêm những khó khăn, bất cập trong công tác kiểm soát, chống dịch từ thực tiễn ở địa phương. Sau khi nghe đề xuất của các lực lượng này về tiêm vaccine, về chế độ trực chốt, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế lưu tâm việc tiêm vaccine cho những người tham gia việc kiểm soát giao thông như cựu chiến binh, phụ nữ, dân phòng. Đồng thời nghiên cứu thêm các chính sách về phụ cấp hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị bảo hộ, nước uống cho các chốt kiểm soát. Cuối cùng, Thủ tướng đến điểm nóng 328-330 Nguyễn Trãi, nơi đến nay đã phát hiện 311 ca mắc COVID-19 trong tổng số hơn 1.800 người dân. Tại đây, nghe báo cáo và chứng kiến bản đồ tình hình dịch, Thủ tướng yêu cầu phải làm ngay hai việc. Một là di dời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh. Hai là thiết lập ngay trạm y tế lưu động tại phường, điều trị phân loại ngay các ca F0 theo tinh thần mỗi xã phường là một pháo đài, như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công điện 1102 ngày 23 tháng 8.